Tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận trong năm 2020 với mặt trận 63 tỉnh, thành phố để nghe báo cáo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại mỗi địa phương. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, trong năm 2020, mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động của mặt trận, các đoàn thể phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình nhân dân, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ, cũng như những sự việc phức tạp kéo dài trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV đang diễn biến phức tạp tại các địa phương, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị toàn thể mặt trận các cấp tiếp tục chung tay, chung sức cùng với chính phủ, các ban bộ ngành liên quan kiểm soát dịch nCoV, hạn chế thấp nhất hiện tượng lây nhiễm trên địa bàn.